Xin chào các cô chú và các anh chị. Hôm nay Hoa Lan Giống lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các cô chú và các anh chị một cái loại lan hoàng hậu rất là đáng để sưu tầm. Vòi hoa rất là dài và rất là nhiều hoa, có khi lên tới 40 mấy vòi hoa, rất là đẹp ạ. Và tốc độ lớn cũng rất là nhanh. Hôm nay mình tiếp tục chơi mini game khi Việt Nam mà đá với Indonesia ở trận chung kết. Và nếu mà ai dự đoán đúng cái tỷ số trận đấu và share cái video này trên tường cá nhân trên Facebook của mình là sẽ được hưởng một cây hồ điệp mini. Hiện tại đang có lú vòi và có bông luôn ạ. Cái này không cần mua hàng cũng có thể dự đoán tỷ số, miễn là chúng là sẽ được thưởng ạ. Đây là cây hồ điệp rất là nhỏ, giống như cây giống vậy đó, nhưng mà nó là có bông luôn. Giá của nó mà bên em đang bán là 50.000. Cách trồng thì rất là dễ trồng, chỉ có một điều là các cô chú và các anh chị chú ý là nó hay, vì cái cây này nó sẽ trồng rất là lâu năm, cái tàn nó rất bự, mà cái tàn càng bự thì nhện đỏ sẽ tấn công càng nhiều, nên các cô chú và các chị nên ngừa nhện đỏ tại nhà theo định kỳ. Có thể là nhà mình thì nó sẽ ít hơn, khoảng 3 tháng mình sẽ xịt một lần, và xịt những cái loại nào mà nó ít độc cho nhà mình, giống như là dầu khoáng 99 hay người ta hay gọi là spray 99 à. Thì cái đó nó không có độc gì cả, nó chỉ là dầu khoáng và nó làm nghẹt thở cái con nhện đỏ và con nhện đỏ chết. Trong dầu khoáng thì đương nhiên nó cũng sử dụng nhiều, nó cũng không tốt cho lan vì nó rất là nóng và nó bít cái lỗ khí khổng của cây lan, làm cho cây lan nó không có ăn uống gì được, và nó cũng nên hạn chế sử dụng và không nên sử dụng quá nhiều. Còn mấy cái hoạt chất khác để mà sử dụng diệt con nhện đỏ thì em sẽ giới thiệu sau, và nó chuyên dụng cho vườn lan nhiều hơn vì nó độc và không, nó sẽ chết cá rất nhiều và không tốt cho gia đình mình, nên em không khuyến cáo sử dụng ở nhà. Và tình trạng cây bán là sẽ như thế này ạ. Đây là cây hoàng hậu ạ. Đó, tình trạng cây bán sẽ như thế này. Một cây, một chậu như vậy sẽ được bán với giá 50.000, và nó sẽ có hai màu, nhưng mà nó sẽ lẫn lộn rồi, em không có biết như thế nào. Em sẽ chọn những cái cây nó lùm nhất, bự nhất để cho các cô chủ và các anh chị nào mua đầu tiên. Còn ở đây có hai màu chính, một là màu xanh, hai là màu đốm, hay bên Thái người ta hay còn gọi là tiger. Tiger giống như một con cọp vậy đó, cái bông nó giống như đốm, như con cái làn da, cái bộ lông của con cọp vậy đó. Và một chậu 50.000, rất là bình dân và dễ sưu tầm, và ship hàng trên toàn quốc. Tất cả những mặt hàng bên Hoa, tất cả những mặt hàng bên Hoa Lan Giống sẽ không bao gồm phí ship, và các cô chú và các anh chị chỉ cần cung cấp tên và địa chỉ, số lượng cần mua là bên em sẽ giao tới tận nhà. Tiền ship code là bên Viettel sẽ thu luôn, và các cô chú và các anh chị có thể mở hàng ra xem trước khi mình tính tiền, mình đưa tiền cho bên bưu tá. Và cách trồng thì cũng rất là đơn giản, đây em bố trí nó chung với các loại lan dendro, và cũng liều phân thì các cô chú và các anh chị cứ cho 3-4 gram là ok nha. Và kết hợp với những cái thứ mà em hay sử dụng và hay nói trong video clip mà bò tím á, ghép chậu lớn bò tím á, thì thường thì lứa tuổi này nó chưa cho bông đâu, tốt nhất là mình về mình cứ cho nó ăn 30-10-10 và cộng với một lần thì B1, một lần thì canxi bo, và một lần thì humic, vân vân. Và xin cảm ơn các cô chú và các anh chị đã xem video clip này.